Lời kể bàng hoàng của người giáp mặt với kẻ sát hại cô gái ở quán cà phê Bịt kín mít, lộ rõ mệt mỏi PKT Các bạn đang theo dõi thông tin nóng nhất trên mạng xã hội của PKT Sau 3 ngày gây ra vụ sát hại nữ nhân viên ở quán cà phê thành phố Hồ Chí Minh Bất ngờ trong quá trình lần trốn, một người phụ nữ đã kể lại phút bàng hoàng giáp mặt nghi phạm này trong 4 giờ Qua camera có thể thấy nghi phạm rất bình tĩnh mua nước Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Thái độ mệt mỏi của hung thủ là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm lấy mạng người trong thời gian dài. Đến bây giờ, bà Huỳnh Thị Tuyết sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc hút. Bà Tuyết kể, nó đội nón đeo khẩu trang, vải kín mít. Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, Nhưng mà cách nó mua nước cũng khác với người thường. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm. Sau đó thì gọi mì tôm để ăn, nhưng không ăn nổi. Để nở hết và phải đổ đi. Bà Tuyết còn nhớ thêm một chi tiết khác liên quan đến thái độ của nghi phạm. Tôi thấy nó ngồi ở đấy mệt mỏi lắm. Đến hơn 20 giờ, tôi dọn hàng vào thì nó mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm sát hại người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Có thể thấy theo như lời bà Tuyết miêu tả hung thủ có vẻ đang rất mệt mỏi. May mắn trong lúc quẫn trí, bà Tuyết không phải là con mồi tiếp theo. Người dân lộ rõ sự sợ hãi, còn đối với người phụ nữ tên Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bà tỏ rõ sự sợ hãi khi nghi phạm sát hại cô gái ở quán cà phê Thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn, thậm chí được nghi phạm cho vào tầm ngắm để cất xe trước nhà bỏ trốn. Là người theo đạo công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Ba không dám đi ra khỏi nhà lúc tầm ở sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh. Bà ba cũng đặt ra nghi vấn và cho rằng nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn tránh quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài. Bà nói và giải thích việc bật đèn để tiện bề thoát thân, kêu gọi sự giúp đỡ nếu gặp kẻ xấu. Vì chưa bắt được nghi phạm nên trời vừa bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi rồi để xe lại, bà ba cho biết, thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại chứ không nghĩ là nghi phạm sát hại người. Bà ba thất thần nói, đêm hôm trước, con trai gọi điện nói có kẻ lấy mạng người cướp của đang giấu xe trước nhà mình. Mẹ có hay không? Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an đến đưa chó nghiệp vụ truy tìm hung thủ. Theo bà ba từ hôm qua đến giờ, người dân không dám ra cổng, công an cũng kiểm tra kỹ lắm dấu vết của hung thủ tại nhà dân. Cuối cùng tâm trạng với bà ba, anh Minh Sa hàng xóm của gia đình bà ba lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng ngày 8 tháng 1 thấy lực lượng công an đông, an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Anh Sa nói, khi vào thăm vườn tôi phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa trong vườn. Không biết có phải nghi phạm đã lấy hay không nhưng tôi lo lắng. Sau vườn nhà bà ba cũng có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này rất rộng hàng chục hecta, chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà Ba cách chừng hơn 10 hecta, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác. Một trường hợp khác là anh NTH 38 tuổi, ngụ ấp 7 xã Lương Hòa, khẳng định biết được thông tin đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng, chạy sang huyện Đức Hòa. Anh cũng mở camera ở nhà kiểm tra, phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. Dù không chắc chắn 100% nhưng tôi tin hình ảnh này đúng là thanh niên mà công an đang muốn tìm. Theo công an tỉnh Long An chiều ngày 7 tháng 1 đã quyết định tiếp tục chi viện thêm cảnh sát cơ động, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn giáp danh. Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ công an huyện Bến Lức trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh bằng mọi giá bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Vậy đây có phải dấu vết của hung thủ để lại tại nhà người dân hay không? Câu hỏi này vẫn đang là nghi vấn. Hiện tại, cơ quan công an và lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tiến hành khoanh vùng, giả soát và truy lùng giáo giết hung thủ. Rất nhiều người cho rằng nghi phạm có hành tung bỏ trốn rất giống tâm lý tội phạm của cựu công an Tuấn Khỉ khi chọn những cánh đồng rộng hàng trăm hecta cây cối um tùm rậm rạp và đặc biệt là dân cư thừa thớt, tương tự như địa bàn Tuấn Khỉ từng lẩn trốn sau khi gây án mạng nhiều năm trước. Cùng với đó, công an Long An chốt chặn nhiều tuyến đường ở các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa để bắt nghi phạm. Như đã nói, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk ốt, đồng thời là quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin kẻ nghi phạm đoạt mạng người cướp của, điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn thì nghi phạm đã quăng xe máy lại hiện trường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm. Hiện tại lực lượng công an vẫn chưa truy bắt được hung thủ, chính vì vậy người dân cần phải cảnh giác đối với thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay cho công an nếu phát hiện đối tượng nghi vấn. Người dân nói gì? ngay sau thông tin công an chưa bắt được và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn không riêng gì người dân long an mà rất nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ bình luận lo lắng và cho rằng gần tết rồi mọi người nên nâng cao tính cảnh giác và cẩn thận củi lửa nghen mong lực lượng chức năng nhanh chóng bắt hung thủ đền tội bọn ác này trước sau cũng xa lưới nhưng lại xuống tay dã man như vậy mong cô gái xỉu thoát chia buồn cùng người thân chắc tối này sẽ có phương án bắt được nghi phạm tết nhất tới nơi rồi mọi người cẩn thận bảo vệ bản thân và gia đình đi lấy mạng người cướp của làm gì để giờ chắc gì đã ăn ngon ngủ yên hả trời, chốn chui chốn nhủi, ra đường không dám ra, giỏi thì đào đất, độn thổ luôn đi cho khỏi bị công an bắt, chứ chạy đường trời cũng khó thoát được lưới của pháp luật đâu. Nhiều người cũng đưa ra nhận định, hàng quán ngày nay đều lắp thật nhiều camera vì khi thấy bọn cướp sẽ thay đổi ý định. Trốn đi đâu? Khôn hồn đầu thú, còn dùng flycam chuyên dụng sẽ tìm ra vị trí nó ẩn nấp thôi đói nó sẽ phải ra khỏi nơi ẩn nấp cũng có bình luận chia sẻ mất mát cùng cô gái xấu xố xuân này và nhiều xuân sau con không về thật đau lòng tội nghiệp quá xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân pkt xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân xấu xố và gia đình dù có chạy đằng trời nghi phạm cũng sẽ không thoát khỏi vòng vây của lực lượng công an còn với những người dân trong quá trình này các bạn không nên suy diễn để sự việc đi quá xa hãy bình tĩnh và lắng nghe những tin tức mới nhất từ cơ quan chức năng còn các bạn các bạn có suy ngẫm gì về vụ việc trên cùng để lại dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tin nóng mỗi ngày trên pkt